Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng vái bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, để cho buổi lễ hôm nay được thập phần viên mãn và để cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ và biết thêm đạo lý tri ân và báo ân đối với hai đấng sanh thành một cách cao cả nhất, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Minh Hà Báo ban cho hàng Phật tử chúng con đôi lời đạo từ thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Tiếp nối và kế thừa
cho đến tận, cho đến hôm nay và mãi mãi ngàn sau. Chúng tôi thiết nghĩ rằng ngày nào mà có người trên thế gian này còn biết yêu thương hòa hợp nhau, còn biết tôn trọng và cung kính nhau, và nhất là còn biết hiếu thuận và dùng thể giác để làm lợi ích cho nhau, thì chúng ta phải biết rằng ngày đó ngọn đèn chánh pháp vẫn còn được lung linh tỏa sáng, đem lại sự an vui hạnh phúc đích thực cho tất cả muôn sinh trên khỏi trần gian đề giả tạm này. Thể theo tinh thần trong Tam Tạng giáo điển chúng ta từng nghe, ba đời chư Phật, lịch đại tổ sư, các ngài cũng từ cái tinh thần hiếu đạo này mà hiện thân xuất thế trên cõi đời để làm lợi ích cho muôn sinh. Ba đời chư Phật, lịch đại tổ sư, các ngài cũng từ cái tinh thần hiếu thuận này lập hành tu tập, và cuối cùng các ngài chứng thành được đạo quả. Hôm nay chúng ta là những người có Phật trên lộ trình tiến tu giác ngộ giải thoát, chúng tôi thiết nghĩ rằng không còn có con đường nào khác để cho chúng ta lựa chọn. Chúng ta phải nói thêm phương hành của các ngài, chúng ta làm những việc mà các ngài đã làm, chúng ta đi trên con đường mà các ngài đã đi, và tất nhiên vào một ngày trong tương lai chúng ta sẽ được thành tựu tất cả những gì mà các ngài đã thành tựu. Hôm nay ngày 16 tháng 7, truyền thống Phật sự của chùa Thánh Thiên, đại đức trụ trì được sự chứng minh của thượng tòa viện chủ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Thắng Hồi Phật lịch 2567, với mục đích để tôn vinh tinh thần hiếu đạo, một pháp hành đứng đầu trong tất cả mọi sự tạo tác của đời sống. Trên tinh thần đó, giờ phút quan trọng thiêng liêng này xin được thay mặt cho ban tổ chức đại lễ Vu Lan Thắng Hồi Phật lịch 2567 hôm nay, chúng con xin thành tâm lễ đầu cung thỉnh thập phương chư Phật, chư Tôn Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, các ngài là bậc phàm hành thanh tịnh của trời người, là những ruộng phước cho chúng sinh gieo trồng tất cả những hạt giống lành. Giờ này các ngài hoặc đang tham thiền nhập định nơi những đốn rừng sâu núi thẳm, hoặc giờ này các ngài đang hò hà kinh hành nơi những đốn thầm long hoang dạ, hoặc giờ này các ngài đang thừa hành Phật sự tại khắp các mười phương pháp giới, xin các ngài hài phát đại bi tâm, từ bi thương xót quan lâm về đạo tràng chùa Thánh Thiên hôm nay để chứng minh hiếu sự cho toàn thể nam nữ Phật tử chúng con được trường thừa công đức. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được chứng kiến phần lễ cài hoa nhớ mẹ cho các em gia đình Phật tử cùng tổng thực hiện nhằm mục đích để cúng dường cho mùa Vu Lan báo hiếu. Trên tinh thần đó, hôm nay sáu phần được chứng kiến phần một đài hoa nhớ mẹ như chúng ta đã thấy, chúng ta cũng nên biết rằng
trên cõi đời này có rất nhiều những loài kỳ hoa dị thảo, nhưng cứ một loài hoa lại được mang một hương sắc và ý nghĩa khác nhau. Nếu bảo rằng hoa sen, hoa huệ hay một số các loài hoa khác được có người tuyển chọn làm trang nghiêm cho nơi thánh địa, thì chính đó hoa hồng, một đóa hoa vẹn toàn cả hương sắc, được có người chọn làm biểu tượng cho tình cảm thiêng liêng của mẹ, một thứ tình cảm bao la, dạt dào, sâu lắng. Cuộc lễ cài hoa này được bắt nguồn từ hồi khoảng thế kỷ thứ 20 trong một vị chánh tăng Việt Nam, đó là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Sau một lần du học tại Nhật Bản, Ngài khám phá và chứng kiến được cuộc lễ cài hoa nhớ mẹ. Và sau khi về nước, Ngài thấy rằng tục lệ đó có ý nghĩa cao quý và gần gũi với ngày đại lễ Vu Lan của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Từ đó, tục lệ cài hoa nhớ mẹ được thực hiện mà chúng ta vừa được chứng kiến. Hạnh phúc thay những ai đang còn cha mẹ, chúng ta được cài lên ngực áo của mình bằng những chiếc hoa màu vàng tươi tốt. Chúng ta hạnh phúc và sung sướng vì biết rằng mình đang còn có cha, có mẹ hiện diện. Và bất hạnh thay cho những ai không còn cha mẹ, chúng ta phải cài lên ngực áo của mình bằng chiếc hoa hồng màu trắng. Dù chúng ta có khôn lớn tuổi tác bao nhiêu, chúng ta cũng cảm thấy xót xa, bơ vơ, lạc loài, côi cút, khác nào hoa hướng dương mỗi khi thiếu ánh mặt trời. Chúng tôi xin được phép thay mặt ban tổ chức chia sẻ với tất cả những ai bất hạnh không còn cha mẹ qua phần thơ Mất Mẹ được tiếp con không hồng cài áo của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Phần thơ như sau: năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi, quanh tôi ba người khóc, im lặng tôi cúi đầu, long lanh tôi dòng lệ, để mặc tình buông trôi. Rồi một chiều bên mộ, nghe chuông chùa nhẹ rơi, tôi thấy con mất mẹ như mất cả cuộc đời. Thật vậy, mất mẹ như mất cả cuộc đời. Cho nên tất cả những ai chúng ta đang còn cha mẹ hiện diện, chúng ta phải sớm hơn phục dựng báo đáp hiếu thuận, làm tất cả những việc mà mình có thể làm được, để rồi một mai khi cha mẹ có mất đi, chúng ta không phải tiếc nuối như tiếc nuối đời mình chưa bao giờ được tình có cha có mẹ. Chúng tôi xin được kính chúc toàn thể chư tôn đức tăng ni cùng năm nữ Phật tử hiện diện, chúng ta hãy tất cả cho tình mẹ cha và hiếu thuận trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay. Nam mô Đại Hữu Cực Kỳ Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể Phật tử chúng con vô cùng xúc động trước những lời giáo huấn của Hòa Thượng Chứng Minh. Chúng con thành tâm ghi nhớ những lời pháp âm vàng ngọc và nguyện tinh tấn tu hành để khỏi phụ lòng kỳ vọng ở quý Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa liệt quý vị, vừa rồi là những đóa hoa hiếu hạnh đã được cài lên ngực của những người con Phật trong ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu. Giờ đây chúng con thành kính cung kính Đại Đức Thích Nhật Đạo trụ trì, xin đội trưởng quý ngài có đôi lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch chư hòa thượng thượng tọa Thiện Minh, kính bạch chư tôn thiền đức tăng, quý ni sư chư tôn đại đức ni, kính bạch chư tôn thiền đức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu đại hoa hiệu hành tại chùa Trần Tiên đến đây đã dần khép lại. Chúng con xin được thay lời chân chư tăng cũng như hàng thiện nam thiện nữ phật tử tại bổn từ thành kính cảm niệm công đức quý ngài, đại diện chủ thời đang trở về chứng minh góp phần cầu nguyện để đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại bổn từ chánh thiên được thành tựu viên mãn. Mặc dù trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ cũng như trong suốt quá trình cung nghênh chư tăng thiện đức, chúng con hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những sâu sót, nhất là tại điều kiện tài ngũ từ còn nhiều trật hẹp. Trong ngày phần hoa nghỉ nhật tăng từ tử thời, chúng con ngựa quyền những ngài thì từ quan hệ cho đại lễ được thành tựu viên mãn. Ban tổ chức chúng tôi cũng trân trọng tán thán quý thiện nam thiện nữ phật tử xa gần đã đóng góp tài lực và vật lực để cho đại lễ sáng nay được thành tựu viên mãn. Chúng tôi nghĩ rằng một cảnh chiếc mạng không thể làm nên mùa xuân. Một đại lễ lớn như thế này không thể một hai người mà thành tựu. Đại lễ thành tựu là sự chung vai đóng góp về tài lực vật lực của tất cả quý thiện nam thiện nữ trong tất cả các tiểu bang, cũng như các nhóm thiền nguyện đã chung tay cùng với ban tổ chức để tạo thành pháp sự Phật sự sáng hôm nay. Lời cuối nguyện đang công đức này hồi hướng chính chư tôn thiền đức cũng như toàn thể vị thiền nam thiền nữ phật tử xa gần vô lượng an lạc, vô lượng cảm tường như ý. Và chúng tôi cũng không quên tán thán gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến quý cấp lãnh đạo chính quyền công an xã Tân Hưng, ban chỉ huy quân sự xã Tân Hưng đã phối hợp cùng với chúng tôi giữ gìn an ninh trật tự để cho buổi lễ được diễn ra trang nghiêm đàng hoàng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni và mời toàn thể đạo tràng cùng ngưỡng vọng về mười phương chư Phật và gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên. Trong nghi lễ truyền thống, chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài. Mời phật tử chúng ta đưa cái giấy ghế ra ngoài, đưa sau ra đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này tại bên ngoài, quý vị trong ban hành đường có thể dọn những thức ăn đến mời quý thiện nam thiện nữ phật tử. Trong khi chúng tôi thiện đức nữ anh khỏi lễ bên trong, chúng tôi rất mong quý phật tử chúng ta ăn uống đã đang trong nhà nhà để góp phần trang nghiêm buổi lễ sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Nhắc
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ trong nay chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thượng Minh Hà Bảo đảnh lễ cung thỉnh Hòa thượng Thượng Minh Hà Mẫn đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Nhượng Nghĩa cùng Niêm Vương Bạch Phật. Chúng con cung thỉnh Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Nhượng Thiền Đương Vi Sản Chủ và cung thỉnh Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Chiểu Hiền Đương Vi Duy Na Phổ Thịnh Chư Tôn Thiện Đức Hoan Hỷ A Di Đà Phật. Trong đình bầu giới đình tuệ hương giải thoát kiến quý con đường ngào ngạt khắp muôn phương thanh tịnh tâm hương đệ tử chúng con nguyện cúng dường Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Bồn Sư Thích Ca